Ok, anh em. Hôm nay mình sẽ làm về con Nightreal Rear Black Cat. Ui, con này tên dài thế. Và những cái dòng đầu tiên nó sẽ liên quan đến kiểu cốt truyện của con này thì phải. Còn cái đặc điểm của nó sẽ bắt đầu là cộng 8 speed, cộng 10 máu, cứ cộng 2 giây khi mà Invincible Time 31 giây trăm Forever 1 William đam nguyên tố à? Cộng 1% đam cho mỗi đam nguyên tố mà mình có à? Ừ, con này chơi theo kiểu đam nguyên tố à? Max HP trừ đi 66%, hai vết tên trừ 50%. Cứ mỗi một trang bị vũ khí thì mình sẽ bị trừ đi hai giáp. Con này sẽ bị trừ 10% gold drop forever effect 9. Khi mà ok, có thể gây đam cho quái bằng đam ngắn, đam nguyên tố và đam dài. Con này chơi đi kiểu đam nguyên tố được đúng không? Ừ, chơi đam nguyên tố được. Thế thì mình thử kết hợp con này với lại một con nhân vật mới cái kiểu này cái xem nào. Con này thì nằm trong cái mod khác, không phải nằm trong mod vừa nãy. Con này thì nằm trong mod Bully Star Group cơ. Con vừa nãy thì nằm trong mod VLM. Còn con này thì sẽ bắt đầu với 100 Despair Pawn này. Cộng 1 Despair Pawn mỗi khi một quái còn sống này. Cộng đam cho mỗi 15, giết 15 quái này. Dealing gây đam khi mà quái chạm quái này. Cộng 1 máu cho mỗi 15. Cộng con này kiểu là giết quái được thì sẽ cộng thêm đam và thêm máu đúng không? Chơi thử hai con này với nhau xem nào. Và vũ khí mình sử dụng sẽ là một cái vũ khí có thể tăng được đam nguyên tố đi. Chắc là vẫn là cái quyển sách đi. Cái quyển sách cái quyển ấy book đâu ấy nhỉ? Không có cái đấy à? Không có cái đấy thì mình phải chơi vũ khí khác ấy. Không có cái đấy thì chơi vũ khí khác vậy, chơi kiểu đam nguyên tố vậy. Năm đấm đi, lâu lắm chơi năm đấm hay chơi cái khác. Chơi cái này đi cũng được, nhưng mà này không không phải đam nguyên tố. Cái nào mà đam nguyên tố cơ? Cái này đam không không không, cái này không phải đam nguyên tố. Cái này đam ngắn. Mình nhớ là trước mình có cái cuốn Godbook của dưới này đâu rồi ấy nhỉ? Hay là mình xóa cái mod thì nó mất đi rồi không biết. Hay là do là chọn nhân vật nó chưa cho chuẩn. Hay thì chơi con này cho nào. Thử chơi con này với lại con Fire đi. Chơi nhau có ra cái Godbook không? Đây có Godbook mà. Thế chứng tỏ là hai con kia là mình chọn lỗi rồi. Hay chọn con này trước, xong bắt đầu với chọn con này. Thì có ra Godbook không? Có ra Godbook không? Không ra được Godbook à? Không ra được Godbook thật ạ. Không ra được Godbook thật rồi. Thế thì chơi kiểu khác vậy. Chơi theo kiểu cũng một cái đam nguyên tố đi. Nhưng mà đây cái này chưa bao giờ này. Lấy sử cái tay mèo đi, lấy một cái nào đó tăng được đam nguyên tố nhiều ấy nhỉ. Cái nào mà tăng đam nguyên tố nhiều thì mình lấy xem nào. Đam nguyên tố nhiều, cái này lấy cái này trước này, đam tăng 20% này. Mình nhớ là có một cái item nó có tăng khả năng đam nguyên tố rất là nhiều lên nữa, mình không nhớ là cái nào đây. Mấy cái item này không phải mấy cái này. Cái đấy đâu ấy nhỉ? Mình nhớ cái mà như kiểu nó gạch chéo trên xiên đâu ấy nhỉ? Không phải mấy cái này, chắc chắn không phải mấy cái này. Lạ nhỉ, không ra này thôi. Lấy cái tăng giáp với cái tăng máu thôi. Đấy, chơi thế cũng được. Thử thế đi. Ui, cái gì thế này? Ủa? Là sao? Từ từ. Là sao? Là như thế nào? Ủa, con nhân vật này sao lạ vậy? Mà bị trừ máu nha. Nghe lạ thế nhở? Con nhân vật này nó lạ lắm các bạn ạ. Nó cứ kiểu gì ấy. Không hiểu được con nhân vật này nó kiểu gì luôn ấy. Mua một cái này. Cái vũ khí này là cái chân mèo thì là đam nguyên tố và có thể attack speed 100% cái đam. Lạ thế nhở. Nữa này. Sao có 104? Sao lạ thế vậy? Cái này mới nha. Lần đầu tiên chơi cái kiểu nhân vật như này nha. Đánh lại ra con mèo chứ. Lạ thực sự ấy. Không biết diễn tả làm sao ấy, bởi vì cái đặc điểm của nó mình cũng chưa nắm được rõ ấy. Này. Chơi cái này kiểu hơi ma mị một tí nhở. Thêm máu này. Thêm giáp này. Thêm một cái chân mèo nữa này.
tiếp tục này. Lại còn có âm thanh gì nữa kìa. Lạ thế. Ồ, nghe điêu thật ấy. Ui ui, tự nhiên cứ đan xì hết với nhau này. Không hiểu luôn ấy. Mình đang không hiểu luôn ấy. Ừ, đang chưa hiểu con này lắm nha. Anh em nào mà chơi qua hai con nhân vật này rồi thì có thể comment xuống cho mình biết về cái tính chất của con này nha. Ừ, chưa hiểu lắm nha. Đam thì cũng không phải là nhiều đâu. 8% đam nữa này. Hai giáp đi. Thêm cái này có thể gây độc nữa này. Thêm một cái chân mèo nữa này. Cái này cái ô. À mình có cái kia tăng tăng ấy quái vào sao. Tăng cấp vũ khí. 5 cái chân mèo này. Đánh toàn tiếng mèo kêu thôi. Yêu nghe tiếng mèo. Ảo thế. Ui, cái video này bạn nào mà xem buổi tối nghe cái tiếng mèo này cũng khó ngủ phết này. Ừ. Yêu chơi con này bị kiểu sợ sợ ấy. Chơi cái vũ khí kiểu như này bị sợ sợ ấy. Hai con nhân vật này với nhau kiểu bị sợ sợ ấy. Cộng 1 second. Cộng 1 second là sao? Cộng giây à? Chưa hiểu rõ nha. Cái này phải cần phải tìm hiểu thêm đấy. Thêm tí hút máu này. Thêm một cái chân mèo nữa này. Một cái chân mèo nữa này. Một cái chân mèo xanh này. Ô, lại còn được free zone. Ủa, sao lại free zone thế này? Mình có cài mod free zone đâu nhở? Ơ, lạ thế. Mình có cài mod free zone đâu. Hai con này có cái tính chất nào có thể gây free zone được không? Ô, có cái nào có thể free zone ở đâu nhở? Ủa sao mình lại free zone được? Mà rõ là mình không cài mod free zone mà. Ui, tiếng gì đấy? Ê ui, chơi cái cặp đôi này kiểu nó cứ bị làm sao ấy. Nghe nó kiểu gì ấy. Không giải thích được. Ê ui, mình kiểu cái đang đeo tai nghe xong rồi chơi ấy. Xong bắt đầu lắp làm video này mình đang làm lúc 11 giờ đêm nữa. Ngồi trong phòng tối. Xong thì nghe cái tiếng mèo kêu này nghe ghê quá. Nó cứ kiểu gì các bạn ạ. Ủa có nhân vật này lạ quá. Không hiểu được. Cộng 1 second nhỉ. Cái dấu 130 trên đầu kia là gì ta? Rồi ok, xong với 5 này. Xong với 5 trước này. Cộng speed rain. Đây 6 speed này. Cộng dot này. Trừ đam tăng attack speed này. Một cái chân mèo nữa này. Bàn chân mèo thì đúng hơn là chân mèo. Combine này. Mua cái này này. Mua một cái này nữa. Ok, tiếp tục quay tiếp theo. Ồ, thi thoảng nó còn nói cái gì ấy. Thi thoảng nó còn nói linh tinh cái gì ấy. Mà con này thi thoảng nó còn xuất hiện những cái con quái đặc biệt nha. Giống như kiểu cái item bait của con fisherman ấy. Ui, lần đầu tiên chơi cặp đôi này lạ vãi trưởng ạ. Nó gây ra cái cảm giác cứ kiểu sẩn da gà của gì ấy. Ồ, không đỡ được. Trước giờ toàn chơi những con nhân vật nó có thể gây đam kiểu kinh khủng OP rồi là gây đam nhiều harvesting những cái thứ. Hóa sói mình cũng chơi rồi nhưng mà chưa có những con nhân vật nào để lại cái kiểu nó effect nó độc lạ như này mà có thể gây ám ảnh luôn ấy. Cái tiếng mèo này nó kêu kiểu nghe nó cứ kiểu gì ấy. Không đỡ được. Ba giáp này. Từ từ cái chân mèo đam nguyên tố đúng không nhỉ? Quên mất không lấy đam nguyên tố. Cứ đi lấy đam mấy làm gì? Nắm đấm à. Chân mèo xanh còn ba chân mèo tím vào. Lấy thêm cây độc nữa, 17 này. Cái gì vậy? Ai nói cái gì vậy? 166 rồi kìa. Ui,
Cái này thì có thể đặt tên tiêu đề là khoai tây kinh dị được không nhỉ? Ác thật ấy. Meo. Kêu vãi trưởng luôn mà. Nheo 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 luôn á. Rồi, rồi như nào nữa? Như nào nữa? Cộng 1 second. Cộng 1 giây. Úi dồi ôi, nhiều tiếng mèo kêu quá. Ok, xong quay 7 đang này. 15 attack speed nữa này. Một lần free zone, mua đồ free này. Zone còn zone không đồng cơ. Cho nên là cứ roll thoải mái đi. Hiếm lắm mới được quả roll không đồng như này. Mặc dù là không cài mod free zone. Cứ zone thôi. À, vào quay 7 tiếp theo. À, quay 8. Quay 8, quay 8. Ok. Kêu cái điếu mà kêu. Yến bố chơi xem nào. Đang căng go chiến đấu với quái mầm nên kêu cái gì mà kêu. Thề muốn tắt cái sound effect thì thực sự đấy. Nghe cái tiếng màu mèo kêu nãy giờ là hơi không thích rồi nha. Thì cẩu rồi nha. Ôi trời. Nghe 1-2 tiếng thì không sao đây. Nó cứ nhau 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 liên tục ấy. Quá chịu thật. Bảy trăm material này. Ok, xong với 8 đã. Xong với 8 đã, người tính. Xong 18 một hòa mà 3 đam ngắn không lấy. 9 né tránh này. Ok. 2 hút máu. Cái này lấy thêm 3 máu rồi. 2 đam kỹ sư. Rồi cái này cộng 10% đam. Mỗi 15 giây được cộng 10% đam. Trừ 20% đam. Trừ 1 đam kỹ sư mỗi 5 giây. Lấy được. Thêm một con đệ này. 5 đấm. Giảm giá item. Con đệ này, thêm quái này. Rồi, lấy nốt cái item này rồi vào quay tiếp theo, quay 9 này. Lại nói nữa. Lại nói nữa, nó linh tinh vừa thôi. Nghèo, nghèo, ok, mình cũng nghèo đi. Việc của mình là giết quái, không quan tâm, kệ đi. Nghe nó có hơi lặp lại tí, nó hơi như ghê tí, kệ đi. Đông quái phết nhở. Ừ, con này như kiểu là con nó còn giảm tầm nhìn anh em kìa. Anh em có nhìn thấy kiểu anh em có nhìn thấy cái kiểu cái tầm nhìn của con nhân vật nó chỉ xung quanh được cái con nhân vật một chút không? Còn nhìn xa là nó cứ bị mờ mờ cả. Em nhìn vào rìa màn hình nhé. Ấy nó cứ bị mờ mờ ấy. Kiểu tối tối vãi trưởng ấy. Nhân vật này thú vị phết. Mới phết, mới phết. Chưa chơi bao giờ nhìn cũng khá là hay. Xét về khả năng clear quái thì mình thấy là nó clear quái khá là ổn, nó khá là tốt ấy. Con này nó clear quái kiểu cảm giác nó giống con giống con người sói nhỉ, con đu su nhỉ. Nhưng mà chắc là khi sử dụng với cái vũ khí là con mèo rồi thôi. Chân mèo rồi thôi, chứ còn nếu như mà sử dụng với vũ khí khác thì chắc không clear như này kiểu như này đâu. Thêm 500 quái, cái này bỏ đi, cái này bỏ đi. Khai hút máu này. 1500 attack speed này. Tiếp tục này. Quay 10 này. Cứ mỗi một quay nó lại nói cái gì lên hai anh thiên. Ok, quay 10. Chiến đi, chiến đi. Nè, cái tiếng mèo kêu nhiều quá. Làm thế nào để giảm bớt cái tiếng mèo kêu đây? Kêu kinh khủng luôn. Không thi thoảng này có tiếng chuông nữa chứ. Ảo thật. Anh tịnh thế là vừa đấy.
Ui 10, 20 giây nữa là lâu thế. Con mèo cái nhảy xa thế. À con mèo khi mình đánh thì nó đứng nhìn chỗ đấy rồi. Mình di chuyển thì nó không di chuyển theo. Cái vũ khí này như kiểu cái vũ khí gọi mèo ấy. Rồi cũng được cũng được. 1600 một chơi rồi cũng ngon. Ô sao lại chết? Ơ sao lại chết? Sao lại chết vậy? Ủa sao mình lại chết phát đấy? Ơ sao mình lại chết phát đấy vậy? Ơ điêu thế. Ơ từ 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 làm lại cho nào. Không hiểu tại sao mình lại chết luôn đấy. Ơ lạ thế nhở. Là sao? Sao phát đấy mình lại chết? Chưa hiểu lắm. Làm lại. Chưa hiểu tại sao phát đấy mình lại chết ạ. Buồn cười thực sự đấy. Chưa hiểu cái gì luôn. Chưa hiểu một cái gì luôn. Tại sao mình lại đi, mình lại chết vào đấy nhỉ? Ảo thật. Ok, quay tiếp theo. 12, làm lại xem nào. Sao lại chết vào đấy được nhỉ? Buồn cười đấy. Hay là do mình mất máu nhỉ? Quái lao và mất một cục máu to luôn nhỉ? Có thể là do như thế chứ còn làm sao mà mình có thể chết được cái kiểu mà như này được. Buồn cười thôi đấy. Mất máu trên dây thì mình không thể mất mấy chục máu như thế được. Chắc là do quá lao và nhanh quá mình không để ý thôi. Một giáp này. Chân mèo này. Một cái này này. À, quay tiếp theo. Quay 3 này. Quái đặc biệt này. Sẽ quái đặc biệt ra phát chết ngay. Ôi nhưng mà để ý là những cái lúc mà nó tối sầm cái map lại nhá thì cái khả năng gây đam của mình như kiểu toàn map luôn đấy. Đấy. Ừ đúng kiểu nó như kiểu là gây đam toàn map luôn giống con Duck Netlock đấy. Ừ cái kiểu gây đam kiểu đấy rất khá giống là con Duck Netlock đấy. Nó cũng kiểu đen xì màn hình lại xong bắt đầu nó gây đam những cái con ở xa xa nữa. Ồ cái đặc điểm này thì khá giống con Duck Netlock nha. 9 speed này. 10 lắc đi. Cái này knockback. Knockback nữa là sao lắm knockback vậy. Chân mèo này. Này. Cái vũ khí này thì chơi đam nguyên tố nên mình cầm lấy thì đam nguyên tố mới được. Nói cái gì mà nói lên tha lên thiên. Ai cho phép các người nói ở đây. Ở đây chúng tôi chỉ có chiến đấu với cùng với Protato mà thôi. Ủa mất nhiều máu quá. Hồi máu cái đã. Mình đang hơi ít máu. Nghèo. Kêu đi. Nghèo. Mèo. 180 đồng. Nghèo. 192 đồng. 200 đồng. 210. 220. Ok. 239. Lên được 2 level. Lấy thêm roll đi. Một giáp. Cái này phải roll rồi. 6 máu đi. 12200 đam nhỉ. 12200 đam đi. Ra đam thơm quá chẳng lẽ không lấy. Thêm 3 hồi máu. Ôi. Nhưng mà lấy cái đấy bị giảm một đam nguyên tố ạ. Không sao kệ đi. Một đam nguyên tố chắc nó không ảnh hưởng gì lắm đâu. Chân mèo 2. Một cái đam may mắn này giữ lại. Cái chân mèo giữ lại. Tiếp tục này. Quay 5. Quái đặc biệt luôn mà. Cái kiểu quái đặc biệt này khá giống với lại cái item bait của cái item bait nhỉ. Nó spawn ra quái đặc biệt kiểu như này. Fisherman. Đánh. Nhưng mà mình không có cái item bait mà tại sao nó vẫn spawn như là quái đặc biệt nhỉ? Chắc là do một trong hai tính chất của hai con rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu tại sao vừa nãy mình chết ở quê 10 nhá. Buồn cười thật đấy. Không nghĩ là mình die luôn ở pha đấy ấy. Phải có một cái bí ẩn gì đó để cho mình chết lúc đấy chứ nhỉ. Buồn cười thật. Đang bảo sắp hết quê 10 rồi tự nhiên cút luôn ạ. Quê 5 này. Trừ 3 đam.
Cái này bỏ đi. Đam ngắn không lấy đâu. 10 attack speed lấy này. Chân mèo tím lấy này. Đam may mắn knockback này. Chân mèo trắng à? Không. Chân mèo xanh thì mình lấy. Kiếm legendary luôn mà. Ra một cái chân mèo ngon ngon nữa thế nào. Không ra là thôi, vào quay tiếp theo luôn. Ôi đau thế. Đánh đi. Ngon nhào vô. 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 Như nào? Ừ, như thế nào? Đau đấy. Đau đấy. Đau đấy, đau đấy. Đánh. Đánh đi. Đánh đi. Nhào vô nào. Nhào vô kiếm ăn nào. Vô đây. Rồi, xong quay 6. 15 máu, ít máu quá nhở. Rôn lấy máu đi. 3 hồi máu à? Không, mình đang muốn lấy máu hơn. Đang muốn lấy máu hơn. Tăng máu lên một chút. 17 máu. Ô con này bị giảm máu à? Con này không tăng được mắc máu à? Bị giảm máu khi tăng kìa. Bảo sao khó lấy máu thế. Được có 17 máu từ nãy giờ. Hơi ít máu, hơi ít máu. Ừ, con này. Vừa nãy mình có lấy item dạ dày không nhỉ? Hình như có đúng không? Nhưng mà dạ, à, con này bị trừ máu mỗi giây. Bỏ sao là ăn quả mà nó không tăng máu. Kêu ghê thế. Mới có 18 máu thôi. Ít máu quá. Không biết quên 10 vừa nãy mình lên được ba mấy máu nhỉ? Ba mấy hay năm mấy máu, hình như ba mấy máu đúng không? Nhớ là ba mấy máu thì đúng hơn, chứ năm mấy máu thì hơi nhiều. À ừ đúng rồi, mình quên vừa nãy mình đọc tính chất con này rồi mà. Trừ 50% máu mà. 500 mà chưa rồi. Ok. Quay 7 xong này. Này máu. Né tránh à. 6 né tránh. Ta chết cầy cho không lấy đâu. Chí mạng này. Đừng kỹ sư. 8 máu tăng trong quái. Được, tiếp tục quay 8. Lại quái đặc biệt này. Quay nào thấy quái đặc biệt luôn. Lấy 8 máu mà lên được có 22 máu á. 8 máu mà cộng được có 3 máu. Điều dã man. Đam vẫn ngon. Đam vẫn ngon. Cái mà đen xì này như là cái đặc điểm của con quên tên thì con mà mình bảo tên dài ấy. Chắc chắn là đặc điểm của con đấy rồi. Tí nữa mình sẽ đọc lại được. Nó gây đam gì ấy nhỉ? Mình nhớ là gây đam ngắn, đam dài và đam nguyên tố đúng không? Hay là đam ngắn, đam kỹ sư và đam nguyên tố ấy nhỉ? Không, chắc là dài đúng hơn là kỹ sư. Rồi ok, 799 này. 6 máu đây này. Lấy thêm 6 máu này. Đâu rồi, đọc phát thôi nào. Nó gây đam dài, đam ngắn và đam nguyên tố. Bảo sao. Ok, một cái chân mèo xanh. Chân mèo tím. Đam ngắn, thế thì lấy cả đam ngắn, đam dài được nhỉ. Cả đam ngắn, đam dài, đam kỹ sư. À, đam ngắn, đam dài, đam nguyên tố được. Đông quái thế. Bình tĩnh coi. Ai à? Ai à? À từ từ khoan, từ từ. Mình ấn record chưa nhỉ? À ấn rồi. Cứ quên thôi. Ok, thế thì yên tâm vào trận đấu. 27 máu này. Trận vừa nãy thì quay 10 mình được hơn 30 máu. Tên này quay 9 được có 27 máu, chắc là không lên được 30 máu đâu.
Nếu như bây giờ mà lấy được item à, lấy chỉ số 9 máu thì có khả năng lên được, còn không thì không lên được đâu. Mặc dù là có item cộng máu khi nhặt quả nhưng mà nó không cộng được, bởi máu bị trừ liên tục này mà máu nó còn bị giảm 5% khi lấy chỉ số nữa thì hơi khoa để lên được nhiều máu. Ok, xong quay 9 lúc này. Ô, lâu thế. Mình cứ tưởng xong quay 9 rồi. 30 máu tròn rồi này. Ok, 8 giây nữa xong quay 9. 7 giây. Ô, chơi con này nó còn được cộng thêm tham nữa. Bảo sao đánh lâu thế. Chơi con này nó cộng thêm thời gian. Nó sẽ có những cái lúc nó cộng thêm 1 second, những cái thứ là cộng thời gian thêm. Bảo sao đánh con này lâu thế. Đánh mãi không hết quay. Ừ thì ra là như vậy. Thì ra là nó cộng thêm thời gian. Giờ thì hiểu rồi nhá. Cộng thêm 10% 2 vết tinh này. Nhưng mà mình đang không có 2 vết tinh để mà cộng luôn á. Lấy cái này được. 40 rain, 2 giáp. Cộng thêm 10 hút máu trừ 15 2 vết tinh. Quất luôn, 10 hút máu là quất luôn. Cưa. Cưa này có khả năng hút máu lên đến 72%. Đánh 0.41, còn cái này đánh 0.88. Có khi thì bán một cái này đi mua cái cưa để cho nó hồi máu nhiều hơn đấy chứ. Ờ, bán một cái đi, lấy cái cưa. Ok. Cộng này trừ giáp. Thêm hút máu đâu không? Thôi, chẳng cần phải thêm hút máu đâu. Trừ 3 đam transfer speed, đam nguyên tố này. Lấy thêm đam nguyên tố đi, bởi vì cần đam nguyên tố đấy. Tiếp tục này, W10 này. Vừa đấy mình chết ở W10 đấy. Ô, hơn 60 giây này. Bình thường những cái way, những cái con nhân vật khác thì chơi chỉ được tới 60 giây là mắc những cái way như này thôi. Mà con này lên đến tận vừa đấy là 65 giây thì phải đúng không? Ồ, thêm thời gian đấy. Ôi nhưng mà thêm thời gian này một trận đấu nó sẽ rất là nhiều. Nhiều thời gian ấy. Video nó sẽ khá là dài hơn ấy. Bình thường chưa 20 way tốn khoảng dưới 30 phút thôi. Mà chưa con này vừa nãy mình còn để lại cái đoạn mình chết thì chắc là nó còn phải nhiều nhiều hơn. 50 phút là ít. 50. Ừ 50 đấy. Chắc là vừa kịp 50 đấy. Vừa nãy mình lao vào đâu mà mình chết được nhỉ. Buồn cười lắm man ấy. Không hiểu tại sao lý do vừa nãy mình chết ạ. Không sao. Không hiểu thì giờ sẽ hiểu. Nào xong chết đâu. Ô vẫn chết là sao. Ô vẫn chết là sao. Ô lạ thế. Không hiểu luôn ý. Thế vừa nãy cũng như thế này luôn à. Ô lạ thực sự đấy. Không hiểu nha. Không hiểu nha. Không hiểu luôn ý. Ừ. Không hiểu được cái kiểu như nào luôn. Thôi chịu. Anh em nào mà có thể giải thích cho mình cái kiểu như thế thì có thể comment xuống phía dưới cho mình biết nhá. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video ok thì hãy để lại cho mình một like, subscribe kênh cũng như đừng quên comment xuống phần bình luận nha. Bye bye mọi người. Chỉ dùng game later. Vẫn không hiểu. Okay.